chị đâu ra vậy? Chị trên trời xuống sao chị không biết gì hết trơn vậy? Dì ơi, dì cũng mua cho con một bộ đồ để con đi xem hội cho dì. Nhưng mà dì... Mẹ kìa, tắm xin đồ về. Hỏi xuống tay không đi. Hai đứa con á, đứa nào mẹ cũng thương hết. Nhưng mà bây giờ mẹ chỉ có thể mua được một bộ quần áo thôi. Cho nên á, bây giờ mẹ kể như thế này nha. Mày ngày mai á, hai đứa đi ra ngoài đồng bắt cua bắt ốc về đây. Đứa nào mà bắt được nhiều á, thì mẹ sẽ thưởng cho một cái hộp kem đỏ để được đưa sang hộp luôn. Dạ con cảm ơn chị. Chị lặn cho sâu tắm.
túi. Thay đồ rồi đó hả? Đồ đẹp quá ha. Chuẩn bị đi rồi đó hả? Mẹ ơi, chị Tấm chị chuẩn bị đi đó nha. Hoa, chờ chị chút Tấm à. Ây da, đây, con ngồi xuống nhìn nè. Con biết á, ngày mai á là giỗ cha con rồi. Trong khi á, có những con chó, con mèo nào ở ngoài kia nó nhảy ra làm sao mà làm trộn lẫn khóc gạo vào với nhau như thế này. Thôi bây giờ á, con ở nhà, mà giúp gì? Khóc cho ra khóc, gạo cho ra gạo. Giờ nó đi xem, khổ được không? Chị ơi, để con đi coi hộ xong rồi con nhặt được con gì. Sao mà được con? Chị ơi, sáng mà quần áo con đã chuẩn bị tinh tươm hết rồi. Chị cho con đi coi một chút rồi con về con làm được con gì. Không kịp đâu con à. Sao mà kịp được chị? Con biết á, dỗ cha con á, một năm mới có một lần. Một lần, ba năm lần thế nhỉ. Thôi, bây giờ á, con thấy đi coi hộ với lại dỗ cha con cái nào quan trọng hơn. Dạ, để con để con làm gì. Dì nói con nghe nè. Cái này á, dì nói con nghe nè, công việc này á có một chút xíu à, cho nên dì nghĩ là con làm có chút xíu là xong thôi. Xong rồi á, con có thể đi xem hội, dì với Cám sẽ đợi con ở ngoài đó ha. Sao đâu, không để mặc bò như vậy đi.